việc là có một con Oscar đi cùng với một con hồi máu, có thể sẽ là Abaddon hoặc là Link. Vâng, bên trên thì muốn thả lửa và giết được một phút làm cho thành Bartender. Bên dưới Zulat đã tăng cọc máu rồi, còn đang sổ trụ đi cây các kiểu xoay kiếm với Zulat. Và đình sẽ là người làm xuống, và đình sẽ là người làm xuống. Và Oscar có lẽ muốn giết được Zulat là hơi khó. Vâng, quyết định là sổ vàng, quyết định là lấy cho băng được cái mạng Zulat rồi. Vâng, mất cọc máu chưa, vâng, mất cọc máu nhưng vẫn chết. Thì muốn làm xuống với Zulat. Đổi mạng của đây cùng với lại kho đối phương, vâng, thành công cho việc đổi mạng. Đến Jack và Đảo ra biết thời điểm này đi cầy giờ tan chúng rồi, và có lẽ là muốn giết được Snack là hơi khó rồi. Vâng, tiếp tục bật ulti và sổ ra ngoài. Vâng, ở đây thì muốn chạy vào trong trụ anh sẽ chết. Vâng, đây sẽ chết một cái lồng chuẩn đến từ Gran kìa, một cái lồng chuẩn đến từ Gran, và như vậy nó kéo một nhịp nhảy chuẩn đến từ anh chàng Snack nữa, và VS sẽ là người làm lại. VS sẽ làm lại và một tình huống tấp vực kinh dành cho Snack. Vâng, đi trêu Snack để biết vừa đấy rất khó đỡ một con Snack. Vâng, nếu như nó xanh từ đầu, vâng, chơi luôn. Vâng, đánh được gọi là phong cách rất chó điên đến từ anh chàng Snack. Vâng, lực chuẩn đến từ Uka rồi, đang có tình huống đe dọa tinh thần đến từ đội hình của team 2. Vâng, Snack đánh rất hổ báo và có thuyền. Vâng, Snack chuẩn đến từ VS cầu mà chết luôn thời gian thời điểm này. Một quả tia đích rơi vào đầu, thời gian không thể đỡ được tượng đàm đến từ tia đích. Và Uka đã đảo ra mid. Vâng, trận đấu này Snack đánh rất tự tin, một phong cách nhìn cách cầm vẫn đâm thẳng vào người Snack luôn. Uka không hề lề hạ. Vâng, leo vào 7, vâng, cùng leo vào 7 nhau, đừng có lùi ra ngoài. Này thì lùi một thuyền vào rồi, và có lẽ Snack chết. Snack chết luôn trong quả tia đích đến từ Uka và Uka đỏ máu. Bây giờ Uka đáp rất là gắt và như vậy Snack đã chết rồi. Tiếp tục là cái ulti và một tình huống sổ trụ và một con Snack tưởng rằng thằng ngon ăn. Và bây giờ đến bài bách và Hợp Cả sẽ chết. Và Hợp Cả sẽ chết một cái phía xuôi đã cơ cản được Kulka, và rất có thể sẽ qua chip vào kill dành cho bài bách chăng. Vâng, xử lý Kulka trước một nào, và Kulka là rất to, cái đắp vào kill dành cho bài bách rồi. Và bây giờ sẽ là một cái chip vào kill dành cho bài bách. Vâng, tự nhiên một tình huống tên là biết lớn tới được 3 mạng. Vâng, lớn tới chúng ta lại tới được huy trường. Vâng, năm số gọi là có sức mạnh tiềm ẩn. Và một tiếng đâm thẳng vào người bên bách, và bạn sẽ được có mặt ở phía xuôi rất đẹp đến dân cờ. Một tiếng bách người mà có lẽ sẽ là một tiếng chết ngược của Hất Cà, và Hất Cà sẽ nằm xuống không. Vâng, bảy không đến kìa, cái bảy bảy lông đến kìa, chẳng bên bách không đến. Bên bách đang cố dí nhưng không được. Và bây giờ một tiếng quay ngược trở lại và đâm thẳng vào người của bên bách. Tại sao không đâm vào người Hất Cờ? Và như vậy là bên bách chết, xin lỗi là Hất Cà chết rồi. Và rất có thể là bên bách sẽ là người chết theo. Vâng, chưa chết được, một lượng máu hồi. Và magic đến 5 điểm rồi, cắt được magic nữa là sống. Và như vậy là không chết đến bên bách và tiếp tục nằm xuống đến Hất Cà. Có vẻ như Hoka đâm đầu vào nick của Bên Bách là một điều sai lầm thì phải. Lượng đầu, lượng đến từ Hoka, nước chuẩn luôn, một tiếng lòng xuống đến từ Bên Bách. Vâng, đánh rất hay đến từ hai team. Vâng, xứng đáng trận đấu tay cờ hàng đầu trong đấy. Một cái quát được cắm ra đến từ VS. Vâng, không phải, đây là quát đến từ Thần Ran. Vâng, lộ sai của VS, VS vẫn đang chui trong rừng. Vâng, này thì công chúa ngủ trong rừng với tôi, chết luôn, nhỏ, phải gọi là cực kỳ là hiểm hóc. Bây giờ là X lại, vâng, combo với Slack rồi. Vâng, một tiếng lượng, mỗi tội là tuyệt. Vâng, bây giờ tiếng sổ vào Bartender, vâng, lồng chuẩn đến từ anh Trần Lan. Tuyệt thả ra D-Ram, vâng, D-Ram đến từ đội hình của thứ hai có lẽ đã không chết được. Vâng, trong khi đó cọc vâng đệ đang đấm thật ra đằng sau kìa. Vâng, đá anh chả ở đây ngược trở lại, ở sức ngược cũng đã có mặt, và có lẽ là ở đây sẽ chết. Bên cạnh đó, vâng, như vậy đệ vẫn còn, vẫn nằm xuống đến thật ra, vì trận ở đây cũng đã ngã xuống rồi. Tiếp tục đằng sau, và D-Bach đang quá khỏe thời điểm này, một cái bàn cua và chuẩn bị có phản đam trong người, và anh dí luôn, và kể cả là trụ anh trời. Trụ cũng trời, vâng, xích nó lại không, Bartender có ulti không, có lẽ là không có, 140 mana. Vâng, bật magic và Kulka chết rồi, rất có thể là Bartender chết theo, và như vậy là thành công lấy được mạng của Bartender Bank. Thành công lấy được mạng của Bartender Bank, còn có thể đấu về thế solo được. Đấu về thế solo Kulka rất yếu, và như vậy tóm cổ được anh cha, và đá ngay về, và đây là một lựa chọn gọi là hoàn hảo đến từ đội hình của Bartender Bank. Một con Oscar và một con thờ đàn gần như là không thể nào sợ được vào người đối phương. Vâng, đá về ngay, Bartender cản số ngay công ty. Trong khi đó là ulti được thả ra rồi. Vâng, một tình huống vẫn có người chết, hình như là anh chàng Snack vẫn chết rồi. Vâng, bây giờ vâng hấp cả bất được cam đáp. Vâng, Snack quay trở lại, vâng, có lẽ tình huống là thờ đàn. Vâng, không biết là ai chết, dù đã chết thì phải. Bây giờ tiếng sổ vào, vâng, về em đã chết. Tiếng hỗn loạn trước này, một cái phía xua được hai người đến Oscar. Nhưng mà hấp cả đáp chết hơn Oscar là sao rồi. Bây giờ đến thờ đàn là người phải đuổi về. Vâng, về trên bờ bách, vâng, bờ bách đầu. Vâng, bờ bách đã chết rồi. Bây giờ tiếp tục một quay trở lại trong tiếng solo kill đến từ Snack cùng hấp cả. Hấp cả nó đánh quá đau thời điểm này luôn. Ultra Q dành cho Hoka, một phong cách đánh rất chó điên đến từ Hoka, một cái Ultra Q dành cho Hoka rồi. Đánh bất chấp và không hề sợ chết này. Trong khi đó cái trụ bên trên đã bay rồi. Hoka đang quá khỏe so với quy định và nó đang vượt trội hơn quá nhiều so với vừa. Và Teresa đến từ ai đó ở bên trên. Và như vậy là Bodybag người sông thẳng ra. Ulti một sâu quắp anh chàng Hoka ra ngoài kìa. Và bây giờ đang đổi đạp một người của anh chàng Bodybag. Vâng, thuyền đã vào rồi. Vâng, chỉ chúng nó một mình Bodybag thôi. Và có một người làm xuống. Và như vậy là Slack, vâng, Slack vẫn còn sống. Slack đang nhảy vào bên trong, vâng, cào chết được Zulat rồi. Vâng, Slack, what the fuck, ở đây Slack bên trong vẫn còn, và như vậy là chết. Vâng, mắc nhìn gà trong gà hóa quốc trong trận đấu này rồi, không ạ? Vâng, đội hình của team 2 không chết một ai luôn. Vâng, ba ông máu đỏ, vâng, một team
tình huống đâm thẳng với Asker, một đội hình phải gọi là cực kỳ khát máu. Và một cái Edgar đến từ Asker không đủ sức để chiến một con Hulk Khan kia, và như vậy là White Team đến từ đội của Team 1. Một con Hulk Khan là quá khó chết và nó quá khỏe cho quyết định trong thời điểm này. Và White Team đến từ đội hình của Team 1 luôn. Đỉnh rồi, không cần nhiều. Và Jonas thì đang có một cái giày đam rồi, không nhiều đồ và xanh kiếm để đá được cái việc đến từ Kuka. Và Kuka có EV và nó chém, bây giờ đừng gọi là vâng đừng chủ quan, một chém mất nửa cái máu đến từ Slack, và như vậy qua quang tin đến từ Slack, vâng thành công lấy cái mạng ở đây, và như vậy ăn luôn cả cọc ở đây luôn. Và một mạng một cọc, và bây giờ là nước đến từ Kuka vẫn đang phá, vẫn đang đứng ngoài phá đám thì ăn cọc. Slack đối mặt con Hulk Khan, vâng nếu thời điểm đầu game thì Slack là cửa dưới chắc luôn. Vâng, những tình huống nhồi đam vâng bật bách kịp thời đến từ Slack kia, và từ một tức nhạy cảm nhưng có lẽ là vẫn chết rồi, không cửa về trong thời điểm này. Và VF cũng đang đợi nó canh là quá gắt, và bây giờ đang nhồi đam vào người Hulk Khan. Vâng, lồng vào cái phi xuân chuẩn đến từ anh chàng Asker, và ulti của thằng đang là quăng ra rồi, và Jonas đã không còn ulti thời điểm này. Và không ulti thì có lẽ Jonas không thể giết được một con Jonas, và nó quay lại nó phang chết vào đi bạch luôn. Và Jonas đấm chết được anh chàng Hulk Khan rồi kìa, thành công đến cái mạng của Hulk Khan. Và trong khi đó tình huống bên dưới Bartender vừa đuổi ai đó bên dưới. Vâng, team 1 đã chết hai người, một chết hai người chứ không phải là hit. Và bây giờ có lẽ là Jonas cũng xoay kiếm một cái phi xuân để đóng cổng đến từ anh chàng Asker, và một tình huống sổ vào đến từ Bartender. Vâng, quăng dầu chuẩn và như vậy nằm xuống đến từ anh chàng Jonas. Vâng, đánh nhau là rất là gắt, tụ đến từ bốn thành viên còn lại không có cò chính. Vâng, bốn người còn lại đến thứ hai vẫn tổ chức đánh nhau được. Vâng, một tình huống nhảy vào người VS còn đang cảo một phút máu thành công với gia đình. Vâng, đang sơ đang vừa một cái tăn và như vậy đã bách thành công trên anh Slack rồi. Vâng, đánh skill là rất chuẩn trận đấu này. Vâng, bây giờ VS đã làm xuống một tình huống nhảy thẳng vào Bartender. Sickle được anh chàng Slack, vâng, một cái pistol để cản người. Vâng, nhưng vẫn chết anh chàng Slack thôi. Một cái DK nữa và thằng đang cũng đã làm xuống, và bây giờ còn lại anh chàng với bách. Vâng, ba vâng phải loại là bốn người đến từ đội hình của team 2. Vâng, đánh support cực kỳ tốt, bách người quá kinh khủng luôn, và như vậy bách cũng phải ngã xuống. Và Hulk Khan có mặt rồi, vâng, Jonas cẩn thận sẽ cửa theo. Vâng, Jonas đang xoay kiếm và tìm đường chạy. Vâng, quay tay không có lợi cho sức khỏe, vâng, quay tay chết rất nhanh, và như vậy anh sẽ làm xuống thời điểm này. Một quả cúp máu đến gia đình. Vâng, team quốc phải gọi là những người cầm support đến team 2 nó đánh kinh khủng dở dần. Vâng, cái đội hình này vâng có một tình huống set dần bắt đầu đến từ anh chàng Ender rồi. Vâng, một quả đá về thì cái phi sửa của Slack đã xuất hiện. Slack cái này ra trụ và như vậy là cấu được vào người ở đây. Vâng, giết ở đây cầu nhưng mà sơ quát ra ngoài đến từ VS. Vâng, như vậy Slack bị hấp đằng sau, Slack chết rồi, và như vậy tiếp tục nằm xuống. Còn đánh cover là tuyệt vời ở mặt trời đến từ đội hình của team 2. Vâng, team này nó đánh ghê thật, team này nó cover nhau phải gọi là kinh khủng tờ luôn đấy. Đừng đùa với thần rùa, một cái phi sửa được 4 người trong điều này, và Hulk Khan nó không quan tâm việc ở trên cầu có phi sửa hay không. Bây giờ cứ quăng nhà rồi, ba tách mà phàng, vâng cứ ba tách mà phàng, và cung ca vào chém hit để clear grab. Và cung ca sẽ đứng ngoài để cho một vị Hulk Khan đứng trước rồi. Những cái Heizo đứng bách người đằng sau đến những team 2 là đánh rất chất. Và một tình huống nhảy vào Lander và ulti đến từ Jonas vâng vốt và lên rồi. Vâng, một tình huống tắt tay đập đến từ Hulk Khan kìa, và như vậy xanh kiếm đến Jonas thành công đến cái mạng Hulk Khan. Và bây giờ tình huống đang dí vào người của anh Đinh. Vâng, Bởi Đi Bạch đang một mình cân 3, vâng, Bởi Đi Bạch đang một mình cân 3 nhưng nằm xuống đến anh Đinh rồi. Vâng, trong khi đó ở bên trong, vâng, hình như Bartender cũng đang ngã xuống. Bartender cũng đang ngã xuống bên trong và sờ quát ra ngoài để chạy. VS sờ quát đồng đội để chạy kìa. Vâng, bây giờ cả đang đất trở lại và xoay kiếm Jonas và tình huống đang trả thù. Vâng, trả lại con lợn này cản đường đến Asker và không cửa về rồi. Vâng, một tình huống mà không có lối về, không có lối về đến từ anh chàng Kuka. Vâng, ủa, sao Kuka đứng à, như vậy là một tình huống in vi đến từ Kuka. Vâng, ủa, sao nhìn thấy ta đang ở đây cơ mà đéo thì nó chạy ra đây của ta. Tình huống X à? Có lẽ một tình huống X của Kuka ở đâu đó mà từ nãy bị quay bên trong này, X ra ngoài được kìa. Đánh vậy gọi là rất là đầu có sạn luôn. Sàn đến từ đối phương, Snack đang đi vào. Vâng, đây là bóng, đây là người nè. Cho bóng vào xoay trước cổng, Bartender một tình huống đứng đằng sau. Vâng, một tình huống vẫn chưa biết con nào con thật, vẫn chưa biết là con nào con thật. Và như vậy là con đằng sau mới là con thật. Và Hulk Khan mất lửa cái máu, Hulk Khan sẽ chết cầu. Và như vậy tình huống cúp được tay đập, tay đồng cúp được máu lên gia đình. Vâng, đang bật ám nét lên. Vâng, xin lỗi là bật cốt lên và đổi tay nét, đổi ám nét. Và như vậy cái ulti đến từ Jonas dành riêng cho Hulk Khan, một cái mặt chiến thắng dành cho team 1 rồi. Hulk Khan đã chết và bây giờ trích lại đến từ Bartender. Vâng, nhồi đang bằng người của anh chàng Slack và Slack chết luôn. Slack nằm xuống, bây giờ cọc máu đến từ anh chàng Jonas còn ra. Vâng, cancel cọc máu của anh Đình, và anh Đình đã cancel cọc máu của Jonas rồi. Bên trên Adler cũng đã nằm xuống, và Oscar cũng đã có bờ linh thời điểm này, và bây giờ chỉ còn lại một mình anh Đình thôi. Anh Đình cũng sẽ phải chết rồi, một tướng bị quầy là không thể nào ra được vàng. Và như vậy là Kuka là người sống sót duy nhất đến từ đội hình của team 2. Vâng, Kuka có Rosa và anh đã dùng về thành công. Một tiếng hốt cướp Rosa được gọi là cực kỳ nhạy cảm đến từ đội hình của team 1. Vâng, Kuka tưởng rằng ăn Rosa là ngon và rất đáng tiếc. Vâng, một tiếng hốt rất thính đến từ team 1 gửi đến mùi gọi là Rosa nằm chém. Và các anh ra cướp luôn Rosa, cướp luôn Rosa thời điểm này. Và đi back nó có phản đam rồi, bản đệ của anh nó sẽ nổ ra và nó sẽ rất là khó chịu. Vâng, đá về đánh rất nhanh tay đến từ thần đàn. Một tiếng
có sai bên trên. Và không có sai, ở đây là từ không có sai nhá. Không có sai những thời gian đầu. Nó chỉ là một cái sentry thôi. Cái Bartender sổ vào phát đứng về luôn. Còn trước khi chói phát Bartender đã bị đá về rồi. Đánh cực kỳ nhanh và như vậy là ở đây chết rồi. Ở đây sẽ chết một tình huống mà đang định cố và đã phá cái mắt đến ở đây. Bị đá về, một tình xích. Và bây giờ một cái ulti vào người của Jonas. Và một cái ulti của Jonas vào người hấp kẹ. Vâng trao đổi chiêu thức đến từ hai người và cả hai đều chưa chết. Và bây giờ cái ulti đến từ Asgard đang rất đẹp. Vâng tập chết được với em thời điểm này rồi. Bây giờ sẽ tình huống solo kill đến từ Jonas. Jonas chết và mất đi cái hồi sinh đến Jonas. Và anh chàng hấp kẹ còn khá nhiều máu. Và tắt được Amnet cầu và chết này một tình huống mà không bật được Amnet và chết luôn trong tình huống vừa qua. Và bây giờ thì đến được Bartender và có đi phù đến từ Jonas từ kia. Một trận đấu mà Jonas đang đánh được gọi là rất linh động. Một cái magnet bằng một cái đi phù chứ không phải là những gì đẹp phần. Bây giờ cũng đã nằm xuống đến từ cung cà tiếp theo. Một tình huống white team đến từ thứ hai kìa. Và có gặp Secret trận đấu đầu tiên rồi. Secret thì thua rồi bạn. Và một tình huống ốp vào người Jonas. Vâng, xoay kiếm và tay này không kịp. Vâng, bị 5 người nhồi đào. Rồi ra đào. Đổi. Và một cái trụ đã nằm xuống trong tay của team 2. Và đây là một tình huống đổi trụ thôi. Trên top thì như vậy là Bartender cũng đang đổi trụ. Vâng, vẫn là phải đẩy rồi. Một trận đấu vẫn phải đẩy. Cái cọc ở đây, sức khỏe cọc ở đây là cọc nó hơi cao. Như vậy Slash cũng cancel cọc luôn. Mất cái ulti đến từ anh chàng Slash rồi. Mất một cái ulti và một cái cọc ở đây là đổi với một cái. Và một cái con đá bị ép về kìa. Thì muốn giờ đang có ép là hơi cứu người. Và đang được bật lên và Bartender đang dí tận ở bên trong. Thuyền vào và lọc xuống đến từ anh chàng Bartender. Vâng chết rất nhanh và Slash cũng bay luôn. Và đây một comeback gọi là cực kỳ thắng lợi đến từ team 2 rồi. Bartender và Slash còn hai con core duy nhất đến từ. Và xin lỗi là 2-3 thôi chứ không phải duy nhất. Vâng, mất đi hai con và anh chàng Bartender đang xông vào và Jonas đã đuổi về thành công. Mất hai con chỉ trong một nốt nhạc. Tình huống mặt thuyền cùng với nước vào cũng cảm là quá lét. Một con hấp ca được chim mồi. Vâng, bay màu luôn Slash cùng Bartender. Bây giờ Jonas không thể đủ sức để giết một con hấp ca được. Vâng, ốp rồi. Vâng, Bartender đợi Crab lên. Đây là cơ hội ngàn năm có một đến thứ hai để có thể đến cái Nan Vega nữa. Nếu lấy được cái Nan này nữa sẽ là hai Nan Vega. Và hai Nan Vega nó là bài toán rất khó để cho team cũng có thể đỡ được. Vâng, trụ đang đáp hơn cả không quan tâm. Ủa mà trụ đá, vâng, ulti vào người Crab luôn kìa. Ulti vào Crab luôn, vâng, ulti đến từ Asker nhảy rất đẹp đến từ Asker và khiến cho cái cốt của Asker không thể mà ấn được luôn. Vâng, xích Asker ra ngoài đến Bartender và Jonas quăng của ulti phải gọi là đẹp tuyệt vời. Và Asker của Jonas cũng đang xuống và hình như Jonas cũng đã chết rồi. Vâng, Jonas của Asker cũng đã chết trong một đám hỗn loạn vừa qua. Và như vậy là VS Bartender cùng Kuka đã xử lý lốt phần còn lại. Hơn cả chết cũng đã để lại rất nhiều thứ. Vâng, Jonas là người bài bách và lốc lên và không cho càng. Như vậy là tiếp tục các bài đánh đưa làm xuống. Vâng, phốc ra ngoài cho VS Tenen thành công. Vâng, đánh rất đồng đội và đánh gọi là cực kỳ hay đến từ hai team trong trận đấu này. Vâng, một thời điểm nhảy của Oscar rất hit. Vâng, một cái thời điểm nhảy của Oscar khiến cho hôm càng không bật được cái gôn lượng trở sắc đen trong tình huống và xích cổ được. Và một tình huống bật bách và gọi cực kỳ nhạy cảm đến từ anh chàng Slash. Vâng, lé được quả chói đến từ anh chàng Slash và thuyền vào đến từ cung cà. Vâng, xoáy đến từ anh chàng Jonas để lé rồi. Vâng, cung cà về chém giác lắm. Vâng, như vậy VS đã xuất hiện. Vâng, Satan là chết rồi. Vâng, một chém là chết rồi. Vâng, đang hồi máu được đến từ cái cọc. Vâng, như vậy phải ích lại. Vâng, có Blink, vâng, Blink lại lên swap lại. Vâng, vãi lên hai điện bọc nhau. Bọc nhau đến từ hai điện. Và như vậy Jonas tự nhiên lại có tội để sống. Trong khi đó Slash bị dí chết bên ngoài. Slash bị dí chết bởi Bartender của anh. Vâng, và Bartender đang bật cửa đam và dí xuống người hơn cả. Vâng, bật Amnet cầu. Bật Amnet và bây giờ đổi máu rồi. Vâng, quyết liều mạng để ăn cái mạng của Bartender không có gì xoắn. Và một cái gót được bật lên và tiếp tục là ulti vào người Bartender và đại tiếp tục bật gót lên là xin lỗi bật áo đen lên và lọc xuống lên từ Bartender rồi không thể nào đủ đam để giết một con đấy con hốc ca thể này thật sự là quay đấy như một. Vâng, một trận đấu bất tưởng là sẽ đập kèo nhưng không phải, thì hà nó vẫn đang cửa trên kìa và lọc xuống tiếp theo đến từ đàn. Vâng, như vậy chúng ta phải chạy một quãng đường rất xa để vượt né được tình huống mà team địch đang đánh nhau ở mid và anh và cover nhau thật sự là khủng khiếp. Vâng, một cái đen mega đến từ mid đã hoàn thành và bây giờ sẽ là cái đen mega thứ hai. Vâng, cái này mega thứ hai. Vâng, Slash thì phải buyback Một mình Slash không thể làm gì được. Vâng, làm sao có thể đáp được nhà. Một cái swap đến từ Beata. Lại thì trêu nhau chúng tôi này. Một cái ulti. Vâng, như vậy Slash mất ulti. Vâng, bây giờ thì đánh làm sao. Ích lại cũng cả kìa. Vâng, Slash rất có thể sẽ chết luôn. Slash chết luôn thời điểm này. Ulti đã score được 3 người. Vâng, 3 người. Vâng, cái slash đến từ Beata đó làm chặn cái kiểu cơ hội của chúng ta rồi. Và như vậy là một tình huống Oscar buông chuẩn luôn. Vâng, thua luôn thời điểm này rồi. Một tình huống ôm cùng chúng nó đánh nhau gọi là như phim trường. Vâng, đánh nhau như phim trường trận đấu này. Oscar đã quên. Tình huống có lẽ anh không chịu nổi nhiệt. Một tình huống trận đấu là cái nhịp độ nó quá nhanh so với quy định. Vâng, Bartender Bạch đang dí vào người hấp cả. Vâng, đồng đội đến trận thứ hai vẫn đang chạy lòng vòng ở sau. Đánh rất tốt trong tình huống dư mạng. Và như vậy có lẽ là Bartender Bạch chết rồi. Bartender Bạch tiếp tục làm xuống. Và trong khi đó cũng càng quá lòng. Vâng, tình huống mà lốc lên đến trận đàn. Vâng, phốc vào không có đến nơi như vậy nằm xuống. Vâng, tiếp tục nằm tiếng ngoài tìm nữa đến từ team 1. Vâng, trận đấu là team 1 đánh kinh khủng thật.
VS cùng với lại Bartender. Ở đây có một rất tốt, trong khi đó một đang bị dí và xích giữa anh chàng Zanac rồi. Vâng, Zanac có cho mình Blink cùng mặt bằng, đang dí một người VS và nhảy chết vào một cái ulti đến từ Zulak. Vâng, năng cả team luôn, một tình huống giữa ulti của Zulak trúng 3 người. Và như vậy, cái double kill dành cho Zanac. Và bây giờ thì đến được Blink, vâng, máu sụt là quá nhanh dành cho Blink. Và 4 người làm xuống và team 2 đang có tình huống chủ quan. Team 2 đang có tình huống chủ quan hai chàng thở đàn, trong khi đó một tình huống Zanac đang tích còn đang định một mình cân tìm và thua thần rùa. Một cân tìm với team 2 này một điều cực kỳ sai lầm luôn. Vâng, chém VF, vâng, chém mãi không chết và như vậy nằm xuống đến từ Zanac. Vâng, định thu là có thật. Một tình Zanac, vâng, 500 tiền, vậy Zanac sẽ không có bách. Một tình huống EV đi vào đến từ 200 cả. Vâng, tích nhảy vào để xích cổ Esker đây. Một cái Esker được đặt ra rồi. Và ulti đến được đàn, vâng, quăng hết skill cho Esker. Vâng, như vậy, vâng, bổ chết được anh chàng Hoka này. Vâng, lượng đam đến từ Esker nó đủ để bổ chết được Hoka luôn thời điểm vừa nãy. Vâng, thật sự là ảo của mẹ rượu luôn. Một thanh niên Vita đủ giết một con đối phương kìa. Và như vậy chúng ta bắt buộc phải đi vào cái đống bầy nhầy này. Vâng, chém luôn, vâng, chém luôn. Chúng ta đã không cần số cọc vì chúng ta đến từ VS rồi. Vâng, như vậy chúng ta sẽ chết. Chúng ta chắc chắn sẽ làm xuống. Vâng, trong khi đó đang đuổi nhau bên dưới Bartender cùng với Bartback. Vâng, team 2 đang lùa team 1 và đánh nẻ ra. Vâng, biết là thế là hơn người. Vâng, nước chuẩn đến từ Hoka, chúng ta hai người. Sờ qua Bartender ra đến từ VS. Vâng, tưởng nhất là đội anh và dễ à. Vâng, chém luôn. Bây giờ có thằng nào gặp thằng nào chém nó đấy, đi phụ lại. Vâng, này thì cam, mày cam, tao cam này. Như vậy VS đã chết. Vâng, như vậy một tình huống lồng đến từ Đà Đàn là không được quơ. Vâng, quyết định là đuổi. Vâng, đuổi cùng dân tận đến từ trận đấu này. Vâng, Linh Sơn cùng với MVP đã có đến từ 200 playback. Không hề xoắn, vâng, sổ luôn. Vâng, sổ luôn, ở đây bị giữ lại rồi. Ở đây đã bị giữ lại. Vâng, một chém đến từ Kunka và nằm xuống. Và một chém đến từ Kunka kia. Vâng, nó chém phải gọi là sấp đôi. Bây giờ tình huống lốc lên đến cái Bartender. Vâng, nhất là mấy cái ông gọi là năng sang bên ngoài của team 2 là rất khó chịu. Vâng, gót lốc phong bờ linh làm sao để giết đầy vẫn giết được. Vâng, Slack vẫn xử lý được và vẫn giết được anh chàng Bartender. Vâng, không thể chạy được khỏi tay Slack luôn. Tiếp tục bờ linh lên, có mặt bằng rồi, chém đến chết đi rồi. Và Kunka có làm lại một quả gọi là 2-2 công. Được chuẩn đến từ Kunka. Vâng, một cái ulti đến từ Kunka và đang EV đến từ Slack quyết định chết cho bằng được anh chàng Bartender rồi. Vâng, thủ này phải trả và xử lý xong đã đây. Và vâng, ulti đến từ anh chàng đó đang có dạng. Vâng, Slack chém tiếp, Slack chém vào người Kunka. Vâng, Kunka sẽ chết ở điểm này, Kunka chết rồi. Và bây giờ sẽ thời điểm mà Slack tỏa sáng. Vâng, bật quả nam bên đến từ anh chàng Bartback. Vâng, bật tốt, bật đổi Ahmed. Vâng, nhảy ra ngoài, vâng, chém luôn nhưng mà đợi chờ gì nữa. Vâng, chém chết được Kunka luôn kìa. Chém chết được Kunka, chạy quân xa hồi được máu thành công đến từ anh chàng Slack. Vâng, tuyệt vời không bắt chờ chẳng. Vâng, Slack chém bay trụ luôn. Và cái chủ đang ăn được đến từ team 1 rồi. Và trận đấu đang đưa đến hồi gọi là cân não. 38 phút, tỷ số 45-48. Mắt đời eo, đây mới là trận đấu mà có lẽ là trận đấu này mới là trận đấu nhiều mạng nhất đến thời điểm này. Và 38 phút mà gần 100 mạng, không ạ? Và 38 phút gần 100 mạng, quá clean luôn. Và đây sẽ cái mạng nữa đến từ VS nằm xuống. Và 46-48, tổng cộng là 94 mạng ở phút 39. 94 mạng ở phút 39. Thật sự là khủng khiếp. Thật sự là khủng khiếp đấy. Vâng, như vậy là tiếp tục ăn được cái trụ ở bên cổng. Vâng, một tình huống nhảy ra ngoài thành công đến từ anh chàng Zanac. Vâng, vẫn mạnh đang muốn lấy trụ. Phản nam đầu, vâng, phản nam bật lên rồi và Hoka mất nửa máu. Tiếng quay ngược trở lại, vâng, Zanac đang đùa anh chàng Bartback. À, xin lỗi, Zanac đang đùa anh chàng Bartender. Bartender xích cổ thành công anh chàng Zanac nhưng mỗi tội là không có đam rồi mọi người. Vâng, trụ đã ăn xong, Bartback đang bán máu. Một phút chém đến từ Kunka. Một chém đến từ Kunka, Bartback chết luôn. Và một tình huống sụt máu phải gọi quá kinh hồn đến từ Bartback. Kunka đang cầm cái tim chém đau dữ vậy. Vâng, Hoka đang đỏ máu và như vậy Slack quay trở lại, bật được Ahmed rồi. Vâng, ulti đến từ Zulak. Ulti đến từ Zulak. Vâng, ulti vào cái cốt đến từ Hoka kia. Và như vậy Slack vẫn còn. Vâng, Zulak có chuyện bổ chết ở Hoka luôn. Đánh nhau rất loạn xạ thời điểm này. Cả chém chết được thật đàn. Vâng, trong diện gọi là đánh nhau trên toàn mặt trận. Bây giờ đến lại cho Bartender bật cốt hơi muộn. Bartender cũng đã nằm xuống rồi. Bây giờ đến lại ở đây. Vâng, chúng ta đang có một tình huống khác gọi là không điểm dừng. Không có điểm dừng ở đây. Vâng, vãng thì mình tao thở tí được không? Đủ hai team vẫn có bắn kinh khủng thật. Và bây giờ đến được Kunka, vâng, chém chết Kunka thì Slack vẫn ích lại, vẫn lại cho ích đến từ Kunka. Lần này cũng có gam rồi, chắc ích này à. Có gam đến từ Slack, Kunka đã phải làm sụp. Và 685 á, 685 cho anh sẽ gặp những team không tải được vậy. Vâng, muốn chém của Kunka, Zunat bay gần hết cây máu. Vâng, bây giờ thì muốn stun đến từ VS. Thì muốn sổ vào, vâng, có lẽ là Slack đang muốn lấy mạng của VS thời điểm này. Vâng, mọi người bảo bác gửi về cho mình ở trong địa chỉ mail hoặc là địa chỉ Facebook được. Và hơn cả có mặt rồi, như vậy tiếp một vẫn chưa về được. Thì vào người Zanac phải đuổi ra ngoài, chúng ta có lẽ sẽ làm lại. Chúng ta có lẽ sẽ phải làm lại. Vâng, bật được magic lên, đang xoay kiếm. Mà linh được không rồi, và như vậy đang lừa nốt tít.
Đưa đốt vào đi, Jack sẽ xử lý VS trong điều này. Vâng, VS sẽ nằm xuống. Và một cái heo vừa rơi vào đầu của Jack. Có lẽ là hơi chậm, và VS vẫn cứ nằm. Vì đang đổi ra một người Jack. Và bắn cho bằng chết đi rồi. Và nhảy ra ngoài, Berlin lên, chạy về nhà, X đầu. Và vẫn đang đổ lái và đánh xài đến Jack. Và cú đào được chưa? Vâng, chưa cú đào bằng EV được rồi. Và thành công trong việc cú đào xong được cái hậu thang. Và anh đã EV chạy ra ngoài. Vâng, vẫn đang muốn chân người cho Slack. Một device, what the hell, một cái device đến từ Slack ở thời điểm này. Vâng, chơi gọi là chơi hàng lóng rồi. Vâng, chém ở đây luôn, gốt đầu, ở đây có gốt cờ, ở đây có gốt cờ. Không bật được gốt luôn, vâng, quá chủ can tình huống. Có lẽ tưởng rằng Slack không thể vả chết được mình luôn được. Vâng, nó cầm device đấy, nó chém ở đây 4 hit chết. 52 và 51, vâng, tỷ số kinh khủng. Vâng, ở 4 người, 3. Vâng, qua 40 phút rồi, còn mạng nó đã đến hơn 100. Đánh team code đến từ hai team là rất kỳ cục. Và team 2 tự nhiên hướng hướng và cũng muốn nhảy thẳng vào của Slack. Muốn nhảy vào tựa team địch như chưa công người. Vẫn code lên đồng thần, vâng, vẫn code đến từ đây rồi. Một tiếng sờ quát ra ngoài. Vâng, như vậy là Slack bị một cái heaven vào đầu kìa. Và bây giờ thuyền thả vào ulti đến từ Slack thẳng vào mặt của anh chàng hấp ca. Nhưng không xin nhề, vâng, không xin nhề. Và u chém đến từ anh chàng hấp ca lại và đang chân chết luôn. Và một tình huống ulti đến từ hấp ca và xử lý xong ai đó bên ngoài. Và sau đó để thả đạn với chúng ta phải chạy. Một mình hấp ca cân cả ba người còn lại. Và có lẽ chúng ta cũng đang chết, cũng cọc máu đi theo. Cọc máu đi theo là sẽ không chết. Và trong khi đó Slack là một mình cân tim. Slack một mình chơi 4 thằng còn sau. Và một mình chơi 4 thằng đến Slack còn là sau rồi. Và có lẽ là không cửa về. Không cửa về và mất mẹ device rồi thanh niên ơi. Mất device rồi và Kuka đã cầm device quả này nó chém thì đừng hỏi. Kuka đã cầm device quả này nó chém thì bay màu với thanh niên đằng sau. Vâng, không phải bom đái đến từ Slack rồi. Vâng, có Berlin đến từ cả. Vâng, thời đam tiếng áp cả. Vâng, tiếng đang ngồi, có nghĩa đang ngồi chửi nhau cùng Slack. Vâng, đang chửi cái vụ gọi là cầm device xong vào hồ nước. Vâng, mất device và như vậy là giết rồi. Máu Kuka đó là 600 đam của chém của Kredit kìa. Như vậy là gần 1000 đam đến từ Kuka đấy. Và Zunat chết rồi. Zunat đã chết và có lẽ là cửa thắng đến thì một đã lỏng xuống. Có lẽ là không thể làm Kuka đứng ngoài con bọn. Bây giờ chúng ta chỉ dõi theo bước chân của người cầm thần kiếm thôi. Kuka cầm đi vai, chúng ta cùng xem quả chém đến Kuka nó sẽ là bao nhiêu đam. Chém, vâng, chém, chưa chém. Kuka đang chạy rất xa để giữ cánh. Vỡ x mình lại và sau đó chạy quay lại chém. X mình lại sau đó chém, chém chết được một đi bạch luôn. Lượng đam cực kỳ khủng khiếp và một cái ulti rất cơ bên ngoài kìa và chém chết cả đam luôn. Bây giờ Usker cũng phải làm xuống, còn tất cả đã ngã xuống rồi. Một cái device đến từ anh chàng Slack đã làm xuống. Vâng, với lượng mất device đến Slack. Vâng, con đang kèm lại cơ hội chiến thắng đến tiền bột rồi. Còn cái device và anh sống thẳng vào hồ lượm. Vâng, hơi bị liều mạng, vâng, hơi bị phiêu quá đà. Vâng, đi bạch đang đứng dựa. Vâng, đi bạch đang đứng dựa. Vâng, cả chém vào đi bạch kìa. 1000 đam và đi bạch bay luôn. Vâng, một combat chiến thắng dành cho team 2.